Vân Mai Như Huỳnh mến chào quý khách. Khách ơi, thì tiếp tục em giới thiệu với cả nhà mình một cái lô mai bạch mai Thái ha. Cái bạch mai Thái này hổm rày khách sưu tầm rất là nhiều mọi người. Cây bé bé nhỏ nhỏ như vậy thôi nha, nhưng mà về chúng ta lấy được vài bo, rồi chúng ta sẽ ghép vào những cái cây mai phôi, mai tàn ở nhà mình á, để chúng ta nhân giống nha mọi người. Chứ cây bên Quỳnh thì nó không to ha. Loại này thì 100 ngàn một cây nha cả nhà, mà chúng ta lấy được vài bo ha. Rồi cái bạch mai Thái này thì hoa nó màu trắng. Lúc trước em có mặt hoa là nó tầm khoảng cỡ 10 cánh nha mọi người. Đó. Cái lá nè, cả nhà thấy cái màu hồng hồng không? Hồng phấn, hồng phấn, hồng phớt rất là đẹp ha. Rồi cái lá nó hơi cẩm thạch, nó có màu trắng nữa cả nhà. 100 ngàn một cây nha. Em ghép gốc quấn rễ, đủ kiểu hết. Quấn rễ này thì gốc nhớt nên nó cũng cỡ như đầu đũa mà mình không ăn cơm á cả nhà. Rồi ba cây em bao phí ha. 10 cây em tặng cả nhà mình một cây. Ai mà thích cái hoa màu trắng ha thì chúng ta chọn bạch mai Thái nha cả nhà. Đây, đẹp ghê luôn chưa. Rồi em có một cái loại lá cẩm thạch nhưng mà hoa màu vàng, thì đó là giả bạch kim. Cái giả bạch kim này á mọi người, 100 ngàn một cây. Mình nó ngộ ở chỗ là cái lá của nó cẩm thạch rất là đẹp mọi người. Lá nó cẩm thạch nè, hồng nè, chuyển đổi nhiều màu lắm luôn ha. Chuyển đổi rất là nhiều màu sắc, và kết hợp với cái màu vàng nữa rất là tuyệt vời nha cả nhà. 100 ngàn một cây, 3 cây em bao ship luôn ha. Em có bạch mai tân tông nữa nha cả nhà. Này nó cũng nhỏ thôi, 90 ngàn một cây ha. Rồi ngoài cái mai trắng ra thì em có là vô số loại, quá trời nhiều loại cái hoa cúc màu vàng nha mọi người. Đây, em đố mọi người chứ cái bông hoa này là cúc gì. Đây cả nhà, quá trời nhiều lớp cánh vung phùng lên ha. Đây chính là 7 tầng, cúc 7 tầng hay còn gọi là cúc tiên ong nha cả nhà. Cái nụ của nó nè, mọi người thấy là cái nụ của nó cũng nó tầm như thế này ha, mà nó lên được cái bông nè cả nhà thấy không, xinh ghê luôn. Hơn 7 lớp cánh luôn nè cả nhà. Đó, nó vung nè, cỡ 4 ngón tay em ha, gần 4 ngón tay em luôn. Rồi, 7 tầng tiên ong nha cả nhà. Cả nhà thấy cái độ vung của nó nè, trời ơi, cánh hoa nó vung lên nhìn rất là xinh nè cả nhà. Cực đẹp ha, màu sáng nha, nụ nào là chắc cái nụ đó ha cả nhà. Đây nó ôm một số nụ nè. Đó. Thì loại này là 250 một cặp em bao ship. Và mọi người thấy là em dựng ngọn lên cỡ như 3-4 tấc luôn ha. Ba gang tay em nè, mọi người về mình lấy bo. Mình sẽ cắt từng bo như vậy ha, mình ghép. Rồi cái khúc dưới này nó sẽ nhảy nhánh nha mọi người. Chứ không phải, khách thường hay đùa em cắt ở trên này xong rồi ở dưới này bỏ là không đúng nha mọi người. Bởi vì em đã ghép gốc nhớt rồi thì theo thời gian nó sẽ liền cốt ha, như một cây zin. Và hình thức này thì chúng ta sẽ có được rất là nhiều cây mai ghép và có hoa mặc dù mini nhỏ như thế này nha cả nhà. 250 một cặp, em sẽ bao ship từ 3 cây đổ lên nha cả nhà. Wow, đẹp quá. Rồi ha, cây bên Quỳnh nè, em thấy nó đang sinh trưởng tốt nè mọi người. Đó, ghép quấn rễ đủ kiểu nha. Trời ơi, cái nụ của nó nè. Đó. Rồi đây là 7 tầng. Em có cái bông hoa cúc bi cho cả nhà mình xem luôn nè. Đây cúc bi nè, cái này nó nở cũng sáng giờ mọi người. Ngày cũng được cũng 2 ngày rồi. Còn nguyên cái chùm này nè mọi người. Trời ơi, như viên bi luôn ha. To tròn. Như viên bi á, nụ như viên bi chứ không phải là bông nó nhỏ nha cả nhà. Đó. Rồi cái này là cái cây bự hả ha, em có cái cây này và cái cây em bán nó cho mọi người đó là cái cây nhỏ như vậy nè, tầm cũng khoảng cỡ 36 cm ha. Nó có 1-2 cái nhánh nhỏ nhỏ nè cả nhà, nhánh nhỏ nhỏ ra như nè. Mình về mình cắt mình lấy bo xong rồi cái bắt đầu những cái nhánh này nó phát triển ra nữa ha cả nhà. Mai giống thì nó nhìn nó chán chán như vậy thôi nha cả nhà, nhưng mà có rất là có giá trị. Bởi vì cả nhà biết á, một cây như thế này thì em cũng nuôi gần cả hơn năm, cả năm nha. Mình về mình lấy bo, mình nhân giống ra thì nó sẽ được nhiều nha cả nhà. Rồi 80 ngàn một cây luôn, 4-3 cây. Em bao phí vận chuyển cho mình ha, cúc bi. Rồi bên đây là em có là cái màu đỏ nè cả nhà. Đỏ này á là chính là cúc gia đình ha. Thì cái cúc gia đình này là 100 ngàn một cây. Và mọi người thấy nè, trời ơi cái cây nó rất là khỏe luôn, mặc dù là nó bé bé xinh xinh nha. Đó, như thế này ha, ở nhà thấy nó cũng khoảng có 36 cm thôi. Nhưng mà cái này về chúng ta trồng một thời gian á, mình có được bộ rễ đẹp nè, cây nó khỏe, nó sinh trưởng tốt ha. 3 cây em bao ship. Rồi em qua tiếp một loại nữa đang rất là tốt luôn và cũng có mặt hoa luôn cho cả nhà mình xem. Đây, đây chính là hoa hồng thanh tú nha. Cái hoa này cũng là hoa gió thôi mọi người, nhưng mà cả nhà thấy nó có nhiều cái lớp cánh ha. Thì em đang có một cái lô là cực kỳ tốt luôn cả nhà. Cái lô này phải nói là đang rất là tốt luôn nè.
Đó, đây là cúc hoa hồng thanh tú ha. Mọi người ơi, bây giờ nó ra được mấy nhánh à? Rồi, bên đây nữa ha. Đó, cái đọt nó rất là đỏ nha. Nó đỏ như thế này luôn nè cả nhà. Cây thì đa số cái vốn rễ đẹp lắm mọi người. Đó, cái đế nè ha. Khách ơi thì thường á, khách sẽ thấy được những cái đế quá như thế này nè. Để khi mình trồng theo thời gian nó lớn, nó sẽ như một cây zin. Và mọi người cứ an tâm, cây bên Quỳnh rất là khỏe. Những cây này về chúng ta không cần phải thay bầu liền đâu nha. Chúng ta cứ để vậy rồi tưới dưỡng rễ cho nó hàng tuần. Còn bận quá thì 10 ngày nha cả nhà. Còn cái màu xanh này nè, chúng ta xịt dưỡng lá chống bệnh cho cây. Thì nó có những cái loại chuyên á cả nhà, ví dụ như là Diomingon hoặc là Antacon ha, hoặc là Menrozet. Rồi cây như thế này cũng có giá là 250 một cặp luôn, 125.000 cây ha. Ba cây thì em bao phí vận chuyển cho mọi người. Đó, đây là hoa hồng thanh tú nha. Tốt, mướt, xanh rì luôn nha cả nhà. Rồi em qua một loại nữa, đó là cúc VIP nha. Nãy giờ Quỳnh giới thiệu những loại của bên Huỳnh á, là đa số những loại này là khách hay mua thường nhất. Và coi như những cái giống mà phải nói là từ cái lúc mà có mai cúc á, thì những cái giống này là được ưu ái nhất luôn nha cả nhà, và được săn tìm nhiều nhất. Thì đây là cúc VIP mọc hoa nở phùng ha, cây cao 3-4 tấc luôn, 80.000 một cây nha cả nhà. Rồi em có cúc cam luôn, cũng 80.000 một cây luôn ha, cúc cam. Rồi đại lộc cả nhà, đại lộc 80 em cũng có ha, đại lộc 80.000 cũng có luôn. Nếu mà cả nhà mình thích đại lộc 125 á, nụ nhiều quá thì chúng ta chọn cái lô này nha. 125 nè, nụ khích kịch luôn, rất là nhiều nụ nha mọi người. Đó, nếu mà nó làm nụ thì cái lá nó không có được đẹp cả nhà. Nó cũng đang đào thải lá đó, 125.000 một cây. Và 4 cây em bao phí vận chuyển cho mình ha, 10 cây thì em tặng ở nhà mình một cây. Đó, đây là đại lộc. Đế thì quấn rễ đủ kiểu, củ nở này kia nọ ha, rất là nhiều. Và nụ rất là nhiều luôn mọi người. Rồi em có loại này là ngọc mai dòng bay. Ngọc mai 80, rồng bay cũng 80. Này ngọc mai nè cả nhà. Ngọc mai thì cái hoa của nó nhọt hơn màu vàng tí. Bên đây rồng bay nha, rồng bay cũng 80.000 luôn. Rồi em có là Quỳnh Tấn Phát nè. Hai tầng Quỳnh Tấn Phát nè, 100.000 một cây nè mọi người. Cây này không cao lắm nha, khoảng cỡ 18cm thôi. Nhưng mà về chúng ta chăm thêm lấy bo được nha cả nhà. Rồi bên đây hai tầng của bông đội bông, cao khoảng 3-4 tấc luôn. Loại này thì 80.000 một cây. À, 150 cánh thì cũng 80 luôn. Rồi em cũng có hàng siêu nụ 100 nữa nha cả nhà. Cũng có hàng siêu nụ 100 nữa. Rồi bên đây cả nhà em có một cái lô này. Đây là thọ hương em đang sale đây. Thọ hương em sale 70 nè, 4 cây em bao ship. Đó, 70.000 một cây ha. Nói chung là em thấy cũng có ôm nút nụ rồi nè. Chắc mình cũng có thể có được vài bông dịp Tết đó mọi người. Đế thì đế quái đủ kiểu nha. 4 cây em bao ship ha. 4 cây thì em bao phải vận chuyển nha cả nhà mình. Đó. Này thọ hương. Rồi ngoài ra thì em có là không nhị nè, có nu xù. Bây giờ em giới thiệu trước với cả nhà mình là giảo đi, giảo hoàng đế nè, 100.000 cây nè. Giảo hoàng đế bông bự 8cm, 7-8cm. Rồi giảo hoàng đế, rồi có nhung. Nhung cả nhà, nhung thì cây như thế này nè, 80.000 luôn. Rồi giảo Indo lá gai 100.000. Giảo đọt đỏ luôn. Giảo đọt đỏ ha, cũng 100. Giảo đọt đỏ đây cả nhà, giảo đọt đỏ 100. Rồi giảo cam, cây nó bự chảng luôn á cả nhà, cao nghiêu nghiêu luôn. Tâm. Rồi lá ngọc cành vàng cả nhà, lá ngọc cành vàng nè. Lá ngọc cành vàng là 90 ha. Lá ngọc cành vàng là 90, dài khoảng 4-5 tấc đó cả nhà. Rồi bên đây nu xù là em đang sale nè. Đó, em đang sale nè, 100.000 cây luôn cả nhà. 4 cây em bao ship. Nu xù ha, ghép chỗ nào nu chỗ đó. Để em cho cả nhà mình xem coi. Nó nu ra nè cả nhà ha, 100.000 cây, bữa nay nó xanh rì rồi nè. Rồi họ tân, không nhị của Hoàng Huyết Long mọi người. Không nhị của Hoàng Huyết Long thì 80 ha. Hàng này em cũng đang đôn xuống. Rồi bên đây, bên đây em có xoắn này, xoắn nhỏ. Xoắn cây này là ghép gốc bự cả nhà, nhưng mà xoắn nó cũng còn ngắn, nó không có dài lắm ha. Thì 350 ba cây em bao ship. Đây cả nhà. Đó, ngày mai xoắn gốc cành không nè. Cái này thì em còn đang trong quá trình chăm thêm.
Rồi khách ơi, có rất là nhiều loại ha, khách thích loại nào thì alo cho em nha. Em cũng tranh thủ là em soạn cây rồi em đóng hàng gửi cho khách ha. Và rồi thì quá trình mà đóng cây á mọi người, thì em sẽ hướng dẫn cả nhà mình video sau về cái cách mà mình đóng cây. Em mến chào và hẹn gặp lại cả nhà mình nhiều video sau. Bằng cách mọi người hãy bấm đăng ký kênh để lưu giữ kênh của Huỳnh và có thể cập nhật những video mới nhất của em. Em mến chào và hẹn gặp lại.